diện mạo của nước Anh vào thế kỷ trước khi một vị quốc vương bằng hà. Thế chiến vừa kết thúc, đám đông đổ về trung tâm London, công chúa vội vã trở về kế vị. Khi Vương quốc Anh để tàng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, một số người lớn tuổi có thể sẽ nhớ lại cảnh tượng lần gần nhất đất nước này trồn cất một vị vua. Những hình ảnh được chụp vào năm 1952 sau khi cha của nữ hoàng vua George VI băng hà cho thấy đất nước cũng như thế giới đã thay đổi nhiều như thế nào. Cũng giống như mấy ngày trước, đám đông đổ về trung tâm London vào tháng 2 năm đó, với hy vọng có thể nhìn thấy đám tàng của vua Gióc Sáu. Dù các nghi lễ tôn vinh vẫn được giữ nguyên theo thời gian, nhưng những người đến dự đã khác trước rất nhiều hồi đó hầu như tất cả mọi người trên đường phố đều là người da trắng và ai cũng mặc lịch sự nhất có thể họ thường đội mũ và mặc áo khoác khẩu phần lương thực của người dân vẫn được duy trì theo thế chiến thứ hai và những ký ức về sự đau khổ của chiến tranh vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người chỉ khoảng 1,5 triệu người nhà có tivi. Vì vậy, đối với nhiều người Anh, đây sẽ là cơ hội duy nhất họ có thể tận mắt chứng kiến sự kiện ngoài đọc báo và nghe qua đài phát thanh. Trên các con phố đông đúc của tuyến đường rước linh cữu, một số người đã dờ những chiếc gương lên trên cao để nhìn qua đầu dòng người đưa tang. Điều thay đổi rõ ràng nhất là hôm 14 tháng 9, khi quan tài của nữ hoàng di chuyển từ cung điện Buckingham đến hội trường Westminster những chiếc gương thủa trước đã được thay bằng biển điện thoại thông minh phía trên đám đông các khuôn mặt đa dạng hơn và nhiều người mặc trang phục bình thường một số mặc trang phục in lá cờ quốc kỳ anh hơn vậy công nghệ hiện đại đã giúp buổi lễ được phát sóng trực tiếp hàng triệu người trên khắp thế giới có thể tham dự từ xa điều không thay đổi là ý thức về một thời kỳ lịch sử được hình thành và ai cũng mong muốn được trở thành một phần của giai đoạn đó người dân London đọc tin tức về cái chết của vua George Sáu vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Ông mất vào năm 56 tuổi khi đang ngủ vì bệnh động mạch vành. Một đám đông tụ tập bên ngoài cung điện Buckingham sau khi nghe tin về cái chết của nhà vua. Thủ tướng Anh Winston Churchill rời cung điện Thánh James sau khi tham dự cuộc họp của cơ mật viện được triệu tập khẩn cấp sau khi vua băng hà. Công chúa Elizabeth trở về từ Kenya để tiếp nhận cương vị nữ hoàng mới vào ngày 7 tháng 2 năm 1952. Sự kiện diễn ra vào năm bà 25 tuổi, nghe tin về cái chết đột ngột của cha mình trong lúc đang đi công du cùng chồng. Các thành viên của đại đội pháo binh danh dự bắn đại bác tưởng nhớ nhà vua quá cố ở London lễ đăng cơ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được tổ chức tại London vào ngày 8 tháng 2 năm 1952. Các chức sắc nâng cao mũ cổ vũ sau khi nữ hoàng đọc tuyên ngôn tại sàn giao dịch hoàng gia ở London. Sĩ quan vũ khí Jella Walderton đọc lời tuyên bố về việc lên ngôi của nữ hoàng một cỗ xe pháo chở quan tài của nhà vua đi từ Sandingham đến ga Waffleson ở Norfolk, Anh trước khi được vận chuyển đến London vào ngày 11 tháng 2 năm 1952. Quan tài được đưa xuống từ một chuyến tàu tại nhà ga King Cross ở London trên đường đến hội trường Westminster, nơi nhà vua sẽ được tưởng niệm trước công chúng trước khi được chôn cất từ trái qua là Thái hậu, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và công chúa Margaret dự lễ đón quan tài của nhà vua tại Westminster Hall ngày 11 tháng 2 năm 1952. Quan tài của quốc vương được đặt tại Westminster Hall. Võ sĩ người Anh Alex Button đứng giữa khung hình xếp hàng trong dòng người đưa tang cho đến lượt để bày tỏ lòng thành kính với nhà vua tại hội trường Westminster. Xe tang của nhà vua đi qua London vào ngày 12 tháng 2 năm 1952. Những người đưa tang tập trung để kịp giữ lễ rước linh cữu. Một số người dơ gương lên trong không trung để cố gắng nhìn qua đầu dòng người. Những nhân viên ngó ra cửa sổ văn phòng để dõi theo tàng lễ vào ngày 15 tháng 2 năm 1952 quan tài của nhà vua đi qua các đường phố ở London để đến gà Paddington. Các công nhân đường sắt bày tỏ sự kính trọng của họ khi đoàn tàu chở quan tài của nhà vua rời gà Paddington đến Windsor. Tàng lễ của quốc vương được tổ chức tại nhà Nguyễn Thánh Giác ở lâu đài Windsor vào ngày 15 tháng 2 năm 1952. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bắt tay Đức giám mục Eric Nailay, Hamilton sau lễ tang. Phía sau nữ hoàng là chồng bà, hoàng thân Philip đang cúi đầu khi nói chuyện với Thái Hậu. Một người đàn ông đang nhìn một trong vô số vòng hoa được đặt trong khuôn viên của lâu đài Windsor trong đám tang. Vòng hoa tưởng niệm có hình dạng một chiếc vương miện lớn được thị trưởng và người dân Swansea Well gửi tặng linh cữu nữ hoàng Anh được rước tới cổng vòm Wellington. Vương quốc Anh ngày 19 tháng 9 tổ chức quốc tang mang đậm nét truyền thống tiễn biệt nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vị quân vương trị vì lâu nhất của nước này về nơi an nghỉ cuối cùng. Thị trưởng London Sunny Khan cảm ơn hàng trăm nghìn người dân tiếc thương nữ hoàng đã tới thủ đô để bày tỏ sự thành kính với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ông khan cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhân viên thực thi pháp luật, dịch vụ khẩn cấp, giao thông vận tải và những người khác đã làm việc không ngừng nghỉ để sự kiện diễn ra suôn sẻ. Hoàng gia rời nhà nguyện xích sắc Vua Charles đệ Tam và vương hậu Camilla đã rời nhà nguyện sau khi buổi lễ kết thúc. Hai người dừng lại để cảm ơn giáo sĩ chủ trì buổi lễ và những người tham dự lễ tang những thành viên khác trong gia đình đi sau nhà vua, hoàng gia sẽ trở lại vào tối cùng ngày để tham dự một lễ an táng riêng tư. Quan tài nữ hoàng được hạ xuống hầm mộ hoàng gia Quan tài của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã được hạ xuống hầm mộ hoàng gia bên dưới nhà nguyện xích sắc. Hầm mộ này là nơi nhiều thành viên hoàng gia an nghỉ. Đây là khoảnh khắc cuối cùng công chúng được nhìn thấy quan tài nữ hoàng. Bộ trưởng Bùi Thành Sơn dự quốc tàng nữ Hoàng Anh. Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn đã tham dự lễ quốc tàng nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị được tổ chức tại London ngày 19 tháng 9. Trước đó, Bộ trưởng Bùi Thành Sơn đã tham dự lễ viếng linh cữu nữ hoàng, lễ tiếp đón đại diện các quốc gia do vua Charles Đệ Tam chủ trì tại Cung điện Bắc Kinh Hàm vào tối ngày 18 tháng 9 và lễ tiếp tân do Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly chủ trì tại Tù viện Westminster vào ngày 19 tháng 9 sau lễ quốc tàng nữ hoàng theo thông cáo Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ các hoạt động lễ quốc tàng nữ hoàng elizabeth đệ nhị bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã có cuộc gặp và tiếp xúc bùa Jack l đệ tam thủ tướng anh lee Truss và nhiều thành viên nội các mới của chính phủ anh bộ trưởng bùi thanh sơn đã gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước chính phủ tới nhà vua các thành viên hoàng gia chính phủ và nhân dân vương quốc anh Ông Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò to lớn của nữ hoàng đối với sự phát triển thịnh vượng và vị thế của Vương quốc Anh, nhấn mạnh trân trọng sự ủng hộ quý báu của nữ hoàng trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Anh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong Hoàng gia, chính phủ Anh tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển cũng như ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Bộ trưởng Bùi Thành Sơn cũng đã có các trao đổi tiếp xúc với một số lãnh đạo của các nước tham dự lễ tàng nữ Hoàng Anh.